chào tất cả các anh chị. Hôm nay tôi xin chia sẻ cho các anh chị về thông tin chỉ còn một ngày nữa thôi là ra mắt siêu phẩm men vi khuẩn Việt Nhật. Các anh chị hãy xem hết video của tôi để nhận được nhiều phần quà rất là hữu ích trong cái video này. Như chúng ta đã biết, trong cuộc sống hiện đại thì bố mẹ hay là bản thân chúng ta thì cũng là rất là bận rộn trong công việc và những cái thói quen về ăn uống rồi sinh hoạt hàng ngày dẫn tới rối loạn hệ tiêu hóa. Và hệ tiêu hóa thì được coi như là bộ não thứ hai của con người. Nếu chúng ta không quan tâm tới hệ tiêu hóa của chúng ta thì dẫn đến là bị rối loạn hệ tiêu hóa và xảy ra rất là nhiều hiện tượng như là chán ăn này, chướng hơi, đầy bụng này, tiêu chảy và không hấp thu được chất dinh dưỡng và không đào thải được những chất cặn bã ở trong cơ thể, làm cho chúng ta mệt mỏi, ể oải và nhiều khi đối với người lớn thì sẽ sút cân và trẻ con thì còi cọc, làm cho cả nhà cùng lo lắng và mất ăn mất ngủ để đi tìm giải pháp. Nhiều người thì cũng chỉ tìm những giải pháp là cho uống kháng sinh để cho làm sao mà nó ngừng các cái bệnh lý lúc đó, nhưng mà mọi người không hiểu rằng là chúng ta mà lạm dụng kháng sinh thì sau này thì dẫn tới cái các bệnh về sau của chúng ta cũng như con của chúng ta là khó điều trị, bởi vì kháng sinh thì nó có rất là nhiều tác dụng phụ. Chính vì vậy khi chúng ta uống kháng sinh thì chúng ta cũng nên bổ sung men vi khuẩn, và tôi muốn giới thiệu đó là men vi khuẩn Việt Nhật. Men vi khuẩn Việt Nhật thì có 3 loại vi khuẩn khác nhau, nhóm vi khuẩn khác nhau, và trong một ống 10ml thì có tới tận 3 tỷ lợi khuẩn và giúp cho hệ tiêu hóa của chúng ta trơn tru, khỏe mạnh và đẩy những cái chất cặn bã trong cơ thể ra ngoài, và giúp cho hệ tiêu hóa của chúng ta luôn khỏe mạnh. Lúc đó sẽ hấp thu được rất nhiều chất dinh dưỡng và nuôi cơ thể. Và chỉ còn một ngày nữa thôi, siêu phẩm men vi khuẩn Việt Nhật thì được ra mắt. Các anh chị hãy nhanh tay đặt hàng, sẽ có rất là nhiều ưu đãi. Mua 3 hộp sản phẩm, các anh chị được tặng thêm 1 hộp sản phẩm. Như thế là các anh chị đã rất là lợi về cái mua 3 tặng 1. Từ trước tới nay chưa bao giờ có chương trình đặc biệt như ngày hôm nay. Và chính vì vậy, chỉ có 10 suất nữa thôi. Các anh chị nếu không nhanh tay đặt hàng thì sẽ hết và không có được cái ưu đãi như ngày hôm nay. Và cái sản phẩm men vi khuẩn Việt Nhật thì cực kỳ là tốt, bởi vì bản thân tôi trước đây cũng bị rất là nhiều về cái tình trạng bệnh rối loạn hệ tiêu hóa, và tôi cũng đã được các bác sĩ khuyên dùng nên kết hợp men vi khuẩn Việt Nhật. Khi tôi dùng và tôi trải nghiệm thì tôi thấy có kết quả rõ rệt, và tôi cũng muốn lan tỏa những cái giá trị của mình nhận được để cho cộng đồng người Việt chúng ta, người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, vừa được dùng hàng của người Việt Nam và được dùng hàng có chất lượng, thì chắc chắn rằng các anh chị là những người cha người mẹ thông thái thì hãy lựa chọn cho mình một sản phẩm tốt cho gia đình mình, và để cho chúng ta không phải lo lắng tới hệ tiêu hóa của chúng ta. Có hệ tiêu hóa khỏe mạnh thì chắc chắn các anh chị sẽ có sức khỏe tốt. Khi chúng ta có sức khỏe tốt thì chúng ta có cả ngàn ước mơ, và khi chúng ta đã không có sức khỏe thì chúng ta lại mong có sức khỏe. Chính vì vậy các anh chị nên phòng bệnh hơn chữa bệnh để các anh chị có một hệ tiêu hóa tốt hơn nữa. Đây là thông điệp tôi muốn gửi gắm đến tất cả các anh chị là hãy luôn luôn bảo vệ sức khỏe của bản thân mình và sức khỏe của cộng đồng. Trên đây là cái bài chia sẻ của tôi. Nếu các anh chị thấy hay và bổ ích thì các anh chị hãy nhấn like và đăng ký kênh của tôi bằng quả chuông bên dưới, thì các anh chị sẽ nhận được rất nhiều thông tin hữu ích hơn nữa. Và nếu anh chị còn có thắc mắc, có cần hiểu rõ hơn về sản phẩm thì các anh chị cũng để lại số điện thoại bên dưới, tôi sẽ trực tiếp gọi điện cho các anh chị. Và tôi xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở video tiếp theo của Hà Nguyễn.